Hoài Thư xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Từ cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, nghĩ về nhu cầu cần một dân chủ. Kính thưa quý vị, vụ việc của quân nhân Trần Đức Đô, người đầy thương tích, bị chết trong khi tải ngũ và bị quân khu 1 cho là treo cổ tự tử. Cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc. Nói ra điều này thì sẽ khiến cho nhiều người rất buồn, nhưng đó là một thực tế. Chúng ta hãy tự đặt trường hợp bạn là gia đình của em Trần Đức Đô, bạn sẽ làm gì? Chính quyền cho cắt Internet toàn bộ khu vực để không cho bạn phát video trực tiếp. Chính quyền cũng cho công an phong tỏa mọi ngã đường vào nhà, giám sát người nhà của mình và kiểm tra người lạ tiếp xúc với gia đình của em Đô. Thậm chí là kiểm tra người lạ tiếp xúc với gia đình. Chính quyền không cho để xác của em Đô vào bất cứ bệnh viện nào. Hàng xóm đã góp tiền để mua tủ đông để giữ xác của em Đô thì chính quyền lại cho cắt điện. Gia đình buộc phải đưa tủ đông ra ngoài nghĩa trang và chạy máy phát điện thì công an cũng cho phong tỏa luôn. Và việc chạy máy phát điện để duy trì tủ đông ướp xác em Đô sẽ kéo dài trong bao lâu? Chắc chắn là không nhiều. Một gia đình đau đớn, kiệt quệ về tinh thần, bị cô lập, bị khủng bố và áp lực sẽ nhanh chóng buông xuôi. Quân đội và công an do đó chỉ cần hành động như họ đang làm, thậm chí là không cần giải thích gì với gia đình của em Đô cả. Họ chỉ cần thông báo về cái chết và nguyên nhân cái chết mà thôi, còn tin hay không thì tùy gia đình của em Trần Đức Đô. Những lời hứa hay là những lời phân trần của các cấp lãnh đạo quân đội trên báo thực chất chỉ là để trấn an dư luận mà thôi, chứ không phải là để trấn an tinh thần của gia đình em Đô đâu. Đơn giản là quân đội chỉ sợ dư luận và quần chúng mà thôi. Còn với một gia đình như là gia đình của em Đô riêng lẻ như vậy thì họ dễ dàng cô lập và xử lý. Quân đội mà đứng sau là chính quyền. Sợ sự bức xúc của dư luận dẫn đến những vùng phát kiếu kiểm soát, từ đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị và sự sụp đổ của chế độ. Nhưng cái cách lấp liếm của giới lãnh đạo tuyên giáo ở quân khu 1 chỉ là châm dầu vào lửa và tăng thêm sự khinh bỉ của người dân mà thôi. Bởi vì lúc này chỉ có người khóc não thì mới tin vào giả thuyết của một quân nhân đang khỏe mạnh, bị đánh bầm dập rồi tự kiếm dây để đi treo cổ tự tử. Sự việc giết hại em Trần Đức Đô và cách chính quyền cô lập các tiếng nói từ gia đình em cuối cùng sẽ cũng khiến dư luận sáng mắt hơn và đặt ra nhu cầu khẩn thiết về việc cần kiểm soát thói lộng quyền của chính quyền. Và tất nhiên là dư luận ở đây không chỉ là người ngoài chính quyền mà còn có cả những người làm việc bên trong chính quyền. Nếu không có ít nhất một lực lượng đối lập mạnh bên trong Quốc hội và chính quyền nhằm kiểm soát và giám sát thói lộng quyền của các cơ quan chính phủ, bất kể ai cũng có thể là nạn nhân của chế độ này, dù đó là dân đen, quân nhân hay là cán bộ. Tất cả chúng ta đều bị như thế trong chế độ này. Từ từ rồi ngay cả chính những quân nhân, những đảng viên cũng ý thức được việc cần có một đảng đối lập ngay bên trong Quốc hội nhằm để bảo vệ các tiếng nói và quyền lợi của chính mình. Dân chủ chỉ đơn giản là một cách thức sinh hoạt chính trị mà trong đó bất cứ ai cũng có những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình. Khi hiểu được điều đó rằng dân chủ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, trong và ngoài chế độ, thì dân chủ sẽ từ từ lớn mạnh ngay bên trong chế độ bởi không ai muốn từ bỏ quyền lợi của mình cả. Và kính thưa quý vị, và đây mới là gốc rễ của mọi vấn đề. Khi nhà nước nắm giữ độc quyền thông tin, tự cho mình cái quyền quyết định là người dân được biết gì và không được biết gì, họ đang nắm độc quyền chân lý. Mà một khi chân lý bị độc chiếm thì chỉ có những gì một nhóm người nói ra mới được tính là sự thật. Mọi thứ khác đều là giả dối, thì công lý luôn bị bắt nạt và trở nên quẻ quạt. Nhiều người liên hệ vụ này với văn hóa bắt nạt rất phổ biến trong quân đội. Đó là sự liên hệ hợp lý, môi trường quân đội từ lâu đã có tai tiếng với vấn nạn bạo lực, đặc biệt là kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Đây là vấn đề xuất hiện ở mọi quốc gia, kể các nước phát triển như là Mỹ, Anh, Đức hay là Hàn Quốc. Ngoài xâm hại bạo lực, các vụ xâm hại tình dục trong quân đội cũng là vấn đề phổ biến.
Tuy nhiên, điểm khác biệt chính yếu là tại các quốc gia trên, những vấn đề này đều được báo chí khai thác mổ xẻ, các chuyên gia độc lập tập trung nghiên cứu và các tổ chức dân sự theo dõi chặt chẽ, và từ đó gây áp lực buộc chính quyền phải hành động để thay đổi. Dù điều này không đảm bảo công lý đến với mọi trường hợp nạn nhân bị xâm hại, nhưng thể chế này đảm bảo chính quyền và quân đội không đứng trên luật pháp. Vào năm 2014, Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc đã phải từ chức sau khi báo chí thông tin về hàng loạt trường hợp xâm hại bạo hành trong quân đội. Tháng 6 năm 2021, sau sự việc một nữ quân nhân lực lượng không quân tự sát vì bị đồng nghiệp xâm hại tình dục, chỉ huy trưởng lực lượng quân không của nước này cũng đã xin từ chức. Và vào năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Anh phải nộp đơn từ chức sau khi báo chí phanh phui các hành vi quấy rối tình dục của ông đối với phụ nữ. Còn tại Việt Nam thì sao? Chưa có quan chức chính quyền hay là lãnh đạo quân đội nào thừa nhận sự tồn tại của văn hóa bắt nạt và xâm hại trong quân đội. Không thừa nhận, dĩ nhiên cũng không bàn đến cách giải quyết. Liên hệ vụ này với văn hóa bắt nạt trong quân đội cũng không thể hiện được bức tranh toàn cảnh vấn đề của Việt Nam. Cách thức chính quyền phản ứng với cái chết của quân nhân Trần Đức Đô là một mô típ đã lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua với hàng loạt cái chết bất thường trong các trại tại giam cũng như đồn công an. Đó là những cái chết mà nghi vấn của người thân chưa bao giờ được giải thích thỏa đáng. Còn đối với chính quyền thì chỉ việc đưa ra những lời giải thích khó tin như là tự đâm kéo vào cổ hay thậm chí là thắt cổ bằng dây thun của mình. Người ta cũng không thể không liên hệ với vụ tấn công đồng tâm xảy ra vào đêm ngày 8, rạng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ngay sau sự việc, các phiên bản khác nhau và đầy mâu thuẫn của chính quyền được tung ra. Cùng lúc đó thì lực lượng dư luận viên hùng hậu được huy động để dập tắt mọi chất vấn trong dư luận. Tháng 9 năm 2020, chính quyền đưa những người dân đồng tâm ra xét xử trong vánh và khép lại vụ án, bất chấp hàng loạt nghi vấn vẫn không được giải đáp. Nhiều người đặt niềm tin rằng khác với những vụ việc trước, lần này nạn nhân và gia đình của em Đô sẽ được trả lại công lý. Đó là nội dung của nhiều bình luận để lại trên bài viết được đăng ở trang Facebook Thông tin Chính phủ. Kết quả điều tra như thế nào, dư luận sẽ cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu điều tra xác minh là em Trần Đức Đô bị đánh đập và giết hại, và những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó có thể xem là một niềm an ủi cho gia đình của em Đô. Tuy vậy, vẫn còn đó hàng trăm, hàng ngàn những nạn nhân oan ức, không có nguồn lực là lý trí để đấu tranh cho sự thật, không được dư luận chú ý đến. Công lý đối với họ vẫn chỉ là một thứ xa xỉ mà thôi. Ngày nào chân lý còn nằm trong tay của một nhóm người, ngày đó bất kỳ người dân nào cũng có thể trở thành nạn nhân bị bắt nạt. Trong đó có cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, để hiểu thêm về mặt pháp luật liên quan đến vấn đề này, RFA đã liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, và được ông giải thích. Tôi thấy quân khu 1 đang điều tra vụ việc này bởi vì theo quy định tài khoản 2 điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, vụ việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Bây giờ những tin như vậy thì gia đình hay bức xúc lắm, nói bị tác động thì phải đưa ra chứng cứ. Còn khởi kiện thì đây là vụ án đang điều tra về mặt hình sự, cho nên phải đợi kết luận của cơ quan điều tra. Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hồng, do quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên thẩm quyền điều tra thuộc về cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Quá trình điều tra nguyên nhân về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô sẽ được thực hiện theo các bước được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Luật sư Nguyễn Văn Hậu nói tiếp, cụ thể, khi xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân, pháp nhân thực hiện, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định khoản 1 điều 432 và điều 143 của Bộ luật hình sự. Còn nếu không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô như đã nói ở trên, thì cơ quan thẩm quyền sẽ không khởi tố và ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Biết rằng sự ra đi của người thân đột ngột như vậy là một cú sốc,
nhưng người nhà cũng nên tỉnh táo, không nên có những hành động quá khích. Vì nếu có hành động quá khích, rất dễ có thể dẫn đến những vi phạm pháp luật đáng tiếc. Việc mà quân nhân bị đánh khi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phải là mới ở Việt Nam. Vào năm 2004, truyền thông nhà nước cũng đăng thông tin có 6 quân nhân đánh chết một quân nhân khác vì cho rằng quân nhân này vi phạm kỷ luật quân đội và phải bị xử phạt. Cơ quan điều tra hình sự quân đội đã điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát quân sự quân đoàn 1 truy tố những người này về tội cố ý gây thương tích. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.